được không biết là gần 50 máy hay không thì được từng này các bạn ạ. Thì rất là vất, kiếm tiền giờ rất là khó các bạn ơi, nhưng mà đây cũng là cố gắng của mình rồi. Hello, xin chào các bạn đến với kênh channel của mình. Và clip của mình ngày hôm nay thì mình sẽ thử thách bản thân mình tìm kiếm tiền ở 50 máy bán hàng tự động, xem thử có nhiều tiền hay không. Thì ở chung quanh mình thì 50 máy chắc là không có, mình bắt buộc phải đi xe đạp của mình đây để sớm tìm được tiền ở 50 máy kia. Và cái việc kiếm tiền 50 máy này rất là khó các bạn ạ, đi rất là lâu. Và hôm nay trời mưa các bạn ạ, thì trời mưa thì những người đi mua hàng ấy thì rất là vội, nên là việc bỏ tiền sót ở cây máy bán hàng tự động rất là nhiều. Và đứng sau mình cây máy bán hàng tự động ạ, và chắc là không có đâu, thì mình vừa kiếm xong. Và bây giờ mình sẽ đi kiếm tiền để thử xem 50 máy bán hàng tự động, xem thử được bao nhiêu tiền đó. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Và những bạn nào thấy clip của mình hay, hãy cho mình một like ra cho mình nhé. Và hiện tại trời đang rất là mưa các bạn, không biết là tí có mưa hay không, thì mình đã chuẩn bị áo mưa rồi và nước rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé, các bạn cùng xem clip của mình. Ok, mình thấy 3 máy các bạn, và bây giờ mình sẽ sang như thế nào nhé. Vâng, đây là 3 máy đầu tiên, giờ 3 máy các bạn còn là 47 máy thôi. Và mình thử xem có nhé. Trời bên ngoài đang mưa, rất mưa rất là to các bạn ạ. Mình ướt hết rồi. Đây. Xem khó. Xem khó. Cả đi xe cả nhập tiền rất là khó các bạn ạ. Mình muốn đi bộ nhưng mà kiếm 50 máy lâu quá. Đây cửa hàng thuốc các bạn này. Mọi người cửa hàng thuốc thì chịu gì đâu không biết đấy. Đây này. Không có các bạn này. Việc đi xe vừa nhận tiền cũng là khó luôn. Ok, mình đi ở hàng tiếp theo các bạn ơi. Hàng này không khó. Trời rất là mưa, mưa rất là to các bạn ơi. Đi về ướt hết. Mưa là ngày càng nắng hạn các bạn này. Mình áo mưa mình ướt hết này. Mình không thể đeo được, đeo đi nhận tiền thì nó cười chết. Bên kia con máy các bạn ơi, mình sang thử như nào nhé. Máy thứ tư như thế nào nhé. Vừa cầm cái quay vừa đi xe đạp rất là khó các bạn ạ. Đều có các bạn ạ. Ok, mình cùng đi máy tiếp theo nhé. Thì mình tí lúc nào gần về thì mình sẽ đi bộ các bạn ạ. Mình đi xe rất là khó. Ok, đây có máy các bạn này. Mình tự lại xe tự có nhé. Tình hình sau đợt kiếm tiền này về cúm luôn các bạn ơi. Tình hình có thể cặm cúm luôn. Bạn nhìn về xa biết không có đúng không? Ok, mình sẽ đi cửa hàng tiếp theo. Thì nước thì ở các bán hàng tự động đều rất là như nhau thôi, nhưng mà giá thì chênh lệch rất là nhiều các bạn ạ. Cái đợt máy các bạn này, mình xem có các bạn nhé. Không có các bạn ạ. Và mình đi có 2 máy các bạn đấy. Đây, 1 máy, 2 máy để mình sang xem có không nhé. Đây, máy đầu tiên các bạn ạ. Sau này có 2 máy. Bạn nhìn này không có đúng không? Máy nước như nhau thôi. Thế mình sang bên kia thử như nào nhé. Thì máy này thử như nào. Không biết là nãy giờ tất cả bao máy là tí mình quay video về để mình tính sau. Mình có tiền các bạn ơi. Có 20 đồng một lúc luôn các bạn ơi. Hàm yên tương đương 4.000 Việt đấy. Ok, thành quả đầu tiên. Được ở mấy máy nhỉ. Không biết là như thế nào. Bây giờ mình sẽ đi cửa hàng tiếp theo các bạn. Rất là vui. Có tiền rồi. Ok, đây 2 viên bộ bình các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ bỏ túi này nhé. Để tí tổng cộng xem 50 máy, hàng tổng cộng được bao nhiêu tiền. Ok. Đấy. Quá lại thành quả của mình ngày hôm nay đấy. Và bây giờ mình sẽ let go tiếp kiếm máy bán hàng tiếp theo các bạn ơi. Đấy là lâu có máy các bạn ạ. Có lẽ ở gần nhà mình có lại nhiều máy hơn ấy. Chắc tầm 40 máy thôi, nhưng mình đi kiếm xa xem tự có không. Trời mưa mong mong bập bồng đi lấy chồng có hướng theo tay. Không có các bạn ơi, mưa hết rồi. Ok, mình đi máy bán hàng tiếp theo nhé. Có tiêu các bạn ơi. Đây là cửa hàng quần áo hay sao ấy. Xem tự có không nhé. Mình xem cái đất trước các bạn ơi. Đéo có rồi, chán thịt luôn đi. Hôm nay đen thêm biết, mới được hàm yên thôi. Đây còn máy tiêu. Còn máy tiêu các bạn ơi. Mưa ướt hết các bạn ạ. Chán đi, trời mưa. Đây không biết là cửa hàng mít tôm. Không có luôn các bạn ơi. Chán thật.
thật luôn đấy. Bây giờ mình sẽ kiếm hai máy này bạn nhé. Đây chỗ cửa Hàn Quốc à, giặt kêu cửa. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đến các bạn ạ. Người đi mua rất là nhiều. Rồi, đéo có rồi. Trong cái này các bạn nhé. Trời đất, mưa rất to, bạn ướt hết rồi. Ôi, 50 yên các bạn này. 50 yên rất là bình thường á. Có lúc mình kiếm 50 yên chứ. Ở đâu có 10 yên các bạn ơi. Rồi có 5 người yên, người yên là 60 yên rồi. Ngon rồi, nãy giờ không biết được bao nhiêu không biết. Ok, bây giờ mình sẽ đi theo. Thì trời rất là mưa to các bạn ạ. Mình kiếm 50 máy thì mình bắt buộc phải que rất là nhanh. Đi rất nhiều nơi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Đây các bạn này, mình tới đây luôn các bạn ạ. Tiền thôi, tiền thiện mua đồ thì mình nói luôn đấy. Con máy các bạn ạ. Mình xem lại có không nhé. Coi các bạn ơi, đủ đều có bay. Này, ra các bạn này. Người Nhật ý thức cũng không bằng Android luôn. Không có cho đệ thì không đệ. Mình sang bên kia hình như con máy khá lại. Ok, bây giờ mình sang bên kia hình mình tự nhìn lại nhé. Đây là cửa hàng. Đây các bạn này, rau rất là rẻ luôn. Thôi mình tập trung vào mục tiêu chính của mình thôi. Là kiếm tiền. Còn việc mua bán hay gì thì mình sẽ quay các bạn những clip sau nhé. Bên kia có máy kìa. Mình tui các bạn nhanh nhé. Đây bên này có máy này. Vừa tới xong. Đây có cái đổ rác này. Mình bỏ kia để ngoài luôn. Đéo có ý thức. Đéo giờ đéo bằng Việt Nam luôn. Đéo có các bạn đây. Ok, mình sẽ đi cửa hàng khác. Mình ở về nhà mình tắt xe các bạn ạ. Đầu kia có máy kìa. Giờ lại có không. Bây giờ mình sẽ đi bộ xem cửa quay con nét hay không. Ví dụ có may mắn kiếm nhiều tiền hay không các bạn ấy. Và hôm nay thì mình mất một ngày trắng rồi. Không làm được cái gì rồi. Xem có bòn được cái đồng nào hay không. Máy to ghê luôn ấy. Nước cũng thế thôi. Xem có không. Đừng nghĩ các bạn ấy. Mấy yên quá bình thường luôn, mình mong được 55 yên thôi, chứ 100 yên thôi. Mày chứ được 100 yên, 55 yên luôn. Mình đi tiếp với cửa hàng theo, mình sẽ đi rất nhanh các bạn đấy. Nãy giờ tầm 3 phút rồi, khi được máy hàng tự động nhanh thì vào tại các trung tâm rất nhiều các bạn. Ở đây có hai máy các bạn đấy. Trời mưa tầm tạ luôn đấy. Đi nãy giờ chán lắm này. Cứ tính một máy 5 phút là 50 máy không biết bao nhiêu tiếng mất thời gian của mình. Không có các bạn đấy. Đời tụ quá ác nhờ, đời quá này. Mà ở Việt Nam nó bẻ quá luôn. Ây, 10 yên các bạn ơi. 10 yên này mới cứng luôn này. Ok, mình tranh thủ đi tới các cửa hàng tiếp theo, có là tối. Bây giờ nó gần nhau thì các bạn ơi. Đầu kiểu 2 quá, em đi nhanh chứ. Thì tranh thủ đi nhanh không có là tối lại về lại không có cơm ăn. Và hôm nay mình cố gắng kiếm tiền cơm buổi tối. Ngày hôm nay em nghỉ rồi. Nhìn sạch tiếc nha. Đéo có quá ha. Đéo có luôn. Ok, mình đi cửa hàng tiếp theo thôi. Đi nhanh. Okay, mình đi cửa hàng tiếp theo các bạn ơi. Đây có 4 máy rồi. Ngon rồi. Đéo không có không nào. Đéo đòi đắt các bạn đấy. Trong công ty gần đô thị vào trong mà mua luôn nha. Đéo có luôn. Đang đéo có rồi. Chán thế mà. Thằng kia thôi. Cố gắng nhận các bạn này. Cái này đang ngồi trong công ty. Đây là có các bạn. Mãi thế rồi đúng. Ở đây có cửa hàng keo các bạn này. Có không? Đéo có luôn. Đây gần siêu thị thì nó mua rất nhiều các bạn ạ. Đây có điện thoại. Bạn nào muốn đường điện về nhà thì bỏ đây gọi các bạn này. Ok, đây là 4 máy các bạn ạ. Để mình đi cửa hàng khác nhé. Đây có máy riêng các bạn ơi. Là có hay không? Bây giờ sợ thủ viện các bạn này bảo tôi cảnh sát thôi. Chưa kìa. Các bạn thấy chưa bảo tôi cảnh sát. Đây em có các bạn nhé. Đa số ở những thường nơi ấy ấy cũng có luôn, toàn nước ở nước, chán thật luôn. Bạn đi cửa hàng khác thôi. Có xe máy các bạn này. Đây có máy tiếp. Để xem lại có.
giờ mình đen thật luôn nhá, giờ tầm tầm buổi chiều không có gì luôn ấy. Thằng kỳ ghê. Bây giờ không có gì xung quanh đâu có. Thật luôn, nỉ ngon thế này mà không có. Một tiền là khó thật. Đến nãy giờ tầm 2 tiếng rồi các bạn ạ. Nhưng muốn có rất là ít tiền. Bạn nào cho mình một like subscribe cho mình có động lực làm nhé. Vì lỡ làm video này rồi nên là cố hôm nay làm nốt cho xong. Trời đang mưa các bạn này, rất là ướt. Và đây gót máy các bạn này. Mình mời cho các bạn xem nhé. Và mình tự xem có tiền nhé. Đi lại giờ rất là đói các bạn ạ. Cố nhanh kiếm tiền về nhanh 50 máy mà về. Vì hy sinh 50 máy, ôi 100 yên các bạn ấy. Ngon rồi, lần đầu tiên được 100 yên này. Đợt trước thì mình có 50 yên cơ. Mình cứ gót máy các bạn ấy. Mình sẽ sang xem có nhé. Giờ mình đi tinh thủ thôi. Đoạn này thì những đoạn mà mình như này là mình sẽ tua. Phải tua nhanh. Để gượng thuốc. Cứ rư rê. Nếu mà có chữ cục thì mình đầu là giặt yêu cự. Bạn này ý thức đéo bằng con ròi này. Mình phải bỏ lại bỏ luôn này. Chán luôn, đúng là nghỉ nhật. Xem có ông nào. Buồn thế. Nhờ có bạn. Ok, mình đi vào hàng tiếp theo nhé. Bạn có chim ở nhờ không các bạn? Mình nhìn chim. Toàn nhìn sợ hay sao ấy. Lúa còn gặt được rồi các bạn ơi. Đây là đồng lúa của mình nhé. Đây con mẹ này. Có đi con tiền thôi. Mình lo lúa liếc thì. Mày là to vãi. To đùng luôn các bạn ơi. Nhìn này, nhìn bọn con nhật là bọn vứt rác này. Con đéo ý thức đó bằng con ròi. Đôi lúc tiền nó rơi trong hố này rất là nhiều các bạn ơi. Mình để xem có nhé. Nó có. Ai, chẳng thích chữ máy to nó có. Ok, mình đi theo cái lễ hội gì các bạn này. Đéo các bạn ơi. Chắc chỉ có người đứng lại canh. Đi bộ máy đủ cơ các bạn ạ. Chứ ở nông thôn thì máy rất là ít. Từ một đoạn xa nanomet là có được máy cơ. Nó đi rất là mệt. Nhưng mà nó thấy vất vả của mình cho mình like đăng ký kênh. Nhiệt các bạn này. Mình nhật rất sợ sợ nhiệt các bạn ạ. Máy này rất là ít nhìn mua lắm đấy. Mình xem có không. Mẹ không tìm. Mười các bạn ơi. Giờ tìm thế giới này rơi rất nhiều các bạn ạ. Nhìn lơi vàng vàng này rất nhiều. Một lúc nó rơi nó hố này, một lúc nhiều người không lấy được các bạn ạ. Bây giờ mình nhận đi tiếp. Tôi hẳn vào cửa hàng lớn luôn các bạn ạ. Bờ xe Việt Nam rất nhiều các bạn này. Ở nhìn các anh em đi mua đồ này. Nhìn được biết, mình phát biết Việt Nam luôn. Ok, đây có ba mé các bạn này. Có cửa hàng thuốc này. Đấy, cửa hàng nước này. Đây có chỗ để rác luôn. Ok, bây giờ mình kiểm tra tiền em có nhé. Không có các bạn này, chán thế nhỉ. Đây đều có này. Các cửa hàng thuốc có nhé. Đều có luôn. Để xem hạt. Ơi, xôi gặp mình quen. Mình đi mất à? Hả? Mình đi mất à? Đi vào đây. Đi nhờ. Làm về chuẩn bị uống rượu đi nhờ ý được. Hả? Đi cái ai không? Chắc. Bỏ Việt Nam đây đi. Các bạn ạ, mình thử lại xem mình cửa có không nhé. Đây có 3 máy luôn này. Đéo có rồi. Máy chẳng có không? Đéo có các bạn. Biển giờ khó khăn thật đấy. Máy này đéo có luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tổ bạn ạ. Thì lúc nếu có mặt trời nó sáng là tôi gượng thuốc của cửa hàng ở đây. Mình xem mới có. Ui, đéo có chán thế đi. Bên này xem có không? Bên này đéo có các bạn ạ. Ok, mình sẽ đi cửa hàng là theo nhé. Trời rất tối đây tầm mà. Trời mưa các bạn ạ. Đây có hai máy này. Mình sẽ xem máy này có không. Quái phải chứ đánh rồi, quái phải chứ đánh, chứ đánh hãy rồi, chứ đánh rồi. Đất thì đã có chưa? Có nhái thôi các bạn ơi. Mày có không? Có mấy yên các bạn.
ok, mình đi cửa hàng theo nhé. Bên kia có 3 máy để mình xem lại. Đây có máy kem bạn này. Theo có. Đứa này theo có rồi, mình nhận bám này. Theo có luôn. Đây mình quay hàng. Quay hai máy này cũng có nhé. Giờ trời chập tối rồi. Nên là tối ngộ đây cũng có luôn. Đây cũng có này. Chán thế hôm nay đen đấy nhỉ. Đây mình đi đi cửa hàng theo nhé. Dự có, mình gọi hai cửa hàng theo dự có nữa. Đây thì nước nó đắt quá rồi. Qua 160 này. Hả? Chứ mẹ, 150 có loại tăng nhưng mà loại này không ngon. Nên xem trong này có tiền không? Đéo có. Đây, cái đéo có này. Trời đất mưa to bạn. Ok, mình đi cửa hàng theo nhé. Đủ mà đi rồi dẹp không? Bây giờ mình vào tay xô xem máy này có không nhé. Trời đang hầm tối. Đéo có luôn các bạn ơi. Trời chán. Ok, đã có được máy các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ủa đâu kia có 4 máy các bạn kìa. Rất là nhiều luôn. Mình coi không đó. Chắc không có rồi. Ok, mình sẽ lại đầu kia cho mọi người nào nhé. Anh sẽ quên tiếng lòng. Không có bạn ơi. Giờ mình chơi nhìn từ xa. Bắt hình bắt kịp. Trời nó khó. Đang gửi thuốc nó khó. Nhìn sau này nữa. Đây là cái thuốc này. Một kia rượu bia đấy à. Nước. Trời nó khó các bạn ạ. Nó đa số những nơi mà gần nhiều người mua thì rất là ít các bạn ạ. Thì có rất nhiều người mua. Và rượu bia các bạn ạ. Rượu bia những người nào trên 2 tuổi mới được mua các bạn nhé. 200, 300 rất đắt so với những thị các bạn. Những thị thì tầm 150 thôi. Một nơi loại này 200. Nhìn thì xa mới không có các bạn. Ok. Và bây giờ mình sẽ đi cửa hàng theo các bạn nhé. Các bạn nhìn nhiều cái này không có luôn. Chán rồi. Mình đi ở buổi chiều các bạn. Giờ tầm 7 giờ rồi. Trời rất là tối. Giờ nhìn ngoài trời như này thôi. Và mình không biết là nãy giờ có nhận được 50 máy không. Thì mình đi nãy giờ tầm 3 tiếng đồng hồ rồi. Nhìn này, tóc ướt sụp luôn đấy. Mình đi không đưa máy lông cũng như không đưa ống mưa hay là ô. Và đây là số tiền của mình. Không biết là số tiền nãy giờ mình đếm được bao nhiêu. Và bây giờ mình sẽ mở số tiền này ra nhé. Sẽ lựa thử bao nhiêu nhé. Ok. Mình bật đèn các bạn ơi. Thì quay theo chiều hướng sáng nó phải sáng nhưng mà bật đèn. Nãy giờ xem mình bao nhiêu nhé. Bút này. Đây là cái gọt hút chì rất trước mình đi thi. Nó giờ đồ nhiều này. Đấy. Thiền mình bạn này. Tia đi đoạn nợ vừa hết. Đợi cho nó có khí đâm tiền. Ok, mình đếm theo bao nhiêu nhé. 100 này, 150 này, 60 này, 70 này, 80 này, 90 này, 200 này, 210.000 các bạn này. Thì cả buổi chiều hôm nay thì mình nhận được 210 yên. Là tính theo tiền Việt thì được 42.000 ấy. Thì từng này vẫn chưa đủ được tiền tiền cơm đâu. Tiền cơm tầm 3 yên vẫn đủ hộp. Thì mình sẽ chi vào 9 yên nữa được 3 yên. Và đi được không biết là gần 50 máy hay không. Thì được từng này các bạn ạ. Thì rất là vất. Biếm tiền giờ rất là khó các bạn ấy. Nhưng mà đây cũng là cố gắng của mình rồi. Rất là mệt các bạn ấy. Đi vừa trời mưa vừa ít rất ít tiền. Mình đi rất là mệt. Và những bạn nào thấy clip của mình hay hãy cho mình một like right mình nhé. Để mình làm những video theo. Và những bạn nào có ý tưởng làm những video tiếp theo ở Nhật thì mình sẽ làm. Ok, và xin chào tất cả các bạn. Và chúc các bạn có một ngày mới luôn luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn nhé. Ok, bây giờ mình đi mua thức ăn và về nhà ăn đây. Hôm nay rất là mệt rồi. Xin chào tất cả mọi người.